Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 19 câu 25 đến 34. Ngày đó đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cơlôvát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển đó, thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống và treo thần khí. Hôm đó là ngày ép lễ. Người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại: đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cleophas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chính tình yêu đã làm cho những con người này bất chấp mọi sợ hãi để cùng đồng hành với Đức Giêsu đến giây phút cuối cùng của cuộc khổ nạn. Cũng vậy, chính tình yêu mà Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, gánh hết tội lỗi của nhân loại. Và bây giờ, đến giây phút cuối cùng, lúc treo trên thập giá, Đức Giêsu vẫn nghĩ đến sự cô đơn, đau khổ của người khác hơn là nỗi đau khủng khiếp của chính mình. Chính lúc tình yêu đáp đền tình yêu cũng là lúc Đức Giêsu cho biết sứ mạng của người đã được hoàn tất. Đức Giêsu gục đầu xuống và treo thần khí. Người yêu thương con người cách trọn vẹn và đến tận cùng. Tình yêu của Đức Giêsu được biểu lộ qua cuộc khổ nạn, qua việc người đã trao ban hết tất cả, trao ban đến giọt nước, giọt máu cuối cùng trong con tim của người. Trái tim Đức Giêsu trao ban đến giọt nước, giọt máu cuối cùng, nhưng trái tim của người không trở thành một trái tim khô, mà trái lại trở thành một nguồn suối trào tuôn sự sống. Từ đó phát sinh các bí tích của hội thánh: chữa lành và tái sinh, bổ sức và nuôi dưỡng. Để khi mọi người đã được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của đấng cứu thế, thì luôn được vui mừng uống nước nơi nguồn suối cứu độ. Đức Giêsu cũng khao khát tình yêu đáp trả nơi con người. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim nhỏ bé của chúng con biết rộng mở đón nhận mọi người anh chị em, biết rung cảm trước đau thương của kẻ khác, biết xót thương người đói khổ, xấu số, sẵn sàng dâng hiến những giọt máu, giọt nước trong tim mình cho những ai cần đến.
Xin cho chúng con biết đáp đền tình yêu của Chúa bằng một trái tim đập cùng một nhịp với trái tim của Chúa.